Xin chào các anh em thân mến của MeterSway. Từ hồi tháng 7 năm 2022, Nga cho triển khai tàu ngầm mang số hiệu K-329 Belgorod đến căn cứ Biển Trắng thuộc vùng lãnh thổ tại Bắc Cực của Nga. Và vài ngày trước, chỉ sau khi Nga tuyên bố rút quân khỏi Liman, thì con tàu cũng biến mất khỏi căn cứ. Chiếc tàu ngầm ngoại hạng này gần như được xem là không đối thủ, vì chẳng con tàu ngầm nào nằm ở hạng cân của nó cả. Đến người Mỹ còn phải đặt cho nó cái tên tàu ngầm tận thế vì khả năng hoạt động và số vũ khí nó mang theo bên trong. Sức mạnh của Belgorod kinh khủng đến như thế nào? Xin mời các anh em cùng MeterSway tìm hiểu trong video này. Ngày 8 tháng 7 năm 2022, tại nhà máy đóng tàu Sevmash Severodvinsk, Nga, lực lượng tàu ngầm Nga đã được bàn giao con tàu K-329 Belgorod. Có mặt trong buổi lễ bàn giao, Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga, nhấn mạnh tàu ngầm Belgorod mở ra cơ hội mới cho Nga trong việc thực hiện các nghiên cứu khác nhau, cho phép chúng tôi thực hiện nhiều cuộc thám hiểm khoa học và hoạt động cứu hộ ở những khu vực xa xôi nhất của đại dương. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Belgorod còn hơn cả thế, vì chẳng ai quan trọng việc thám hiểm đến nỗi phải chế tạo một tàu ngầm mang động cơ hạt nhân và 6 ngư lôi hạt nhân. Gọi là ngoại hạng, không có đối thủ là vì làm gì có con tàu ngầm nào có chiều dài đến 184m như Belgorod. Nó chính là con tàu ngầm dài nhất trong lịch sử loài người. Con tàu này trước đây được đặt tên là đề án 09852, dựa trên đề án 949A được phương Tây gọi là Oscar II mà phát triển. Và Belgorod cũng là chiếc đầu tiên của lớp tàu ngầm này được hoàn thành chế tạo, đưa vào biên chế. Tuy nhiên, đề án của Belgorod có nhiều thay đổi đáng kể. Thân con tàu được kéo dài ra để có thể mang theo cả một chiếc tàu ngầm AS-31 Lost Harris chạy bằng hạt nhân. Đáng chú ý, nó còn mang theo phương tiện không người lái dưới đáy biển, phương tiện cứu hộ dưới biển sâu và 6 quả ngư lôi hạt nhân Poseidon. Nghiên cứu mà mang 6 đầu đạn thế kia, có mà nghiên cứu cách đưa loài người đến kỷ băng hà tiếp theo ấy chứ anh em nhỉ? Viện Hải quân Mỹ gọi Belgorod là tàu ngầm ngày tận thế, được trang bị ngư lôi hạt nhân chiến lược, trong khi trang blog về quốc phòng The Wall Journal gọi Belgorod là một trong những vũ khí linh hoạt và đáng sợ nhất của Nga, được chế tạo với mục đích dò thám và phóng các ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân. Con tàu được chế tạo với khối động cơ là hai lò phản ứng hạt nhân OK-605M.02, hai tua bin hơi nước công suất 190MW, có thể chuyển đưa năng lượng từ lò phản ứng đến các trục bánh lái. Ở trên mặt nước, nó có thể lướt đi với vận tốc 59 km/h một cách đầy nhẹ nhàng và đầy tình cảm với nước Nga, nhưng lại làm phương Tây xón ra quần. Thời gian hoạt động liên tục mà không cần tiếp tế của con tàu là 120 ngày, tức 4 tháng. Tầm hoạt động không giới hạn do được cấp năng lượng từ hai lò phản ứng hạt nhân. Chỉ vài ngày sau khi Nga cho tiến hành rút quân dần khỏi khu vực đang giao tranh là Liman, giới quan sát phương Tây đã lập tức xón ra quần khi con tàu K-329 Belgorod biến mất khỏi căn cứ tại Bắc Cực của Nga. Sau khi biến mất khỏi căn cứ Biển Trắng, đã có thông tin cho rằng con tàu đã xuất hiện trở lại tại Bắc Cực. Hình ảnh do vệ tinh thương mại của Airbus và cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS được trang Naval News phân tích hôm 5 tháng 10 cho thấy tàu ngầm hạt nhân Belgorod của Nga di chuyển ở trạng thái nổi ở phía đông biển Barents trong khu vực vành đai Bắc Cực hồi cuối tháng 9. Với thông tin đã là từ cuối tháng 9, cho nên hiện tại trạng thái của con tàu và nó đang ở đâu vẫn là chưa rõ. Còn Mỹ và NATO đang khá là rén trước việc mất tích này. Hãng Reuters thì đưa tin NATO cảnh báo các nước thành viên con tàu đã vắng mặt khỏi căn cứ của Nga. Tờ La Repubblica của Italy nhận định rằng khối quân sự NATO đang lo lắng về hoạt động của chiếc tàu ngầm có thể chở theo các siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon. Dù vậy, La Repubblica cho biết cộng đồng tình báo phương Tây khẳng định con tàu không đi xa khỏi căn cứ mà có thể đang ẩn dưới mặt biển Bắc Cực để tiến hành một số vụ thử nghiệm bí mật. Bài báo của La Repubblica cũng đã làm dấy lên một làn sóng báo động trên các phương tiện truyền thông châu Âu. Kênh Fox News dẫn lời một số quan chức cho rằng Nga có thể đang lên kế hoạch thử nghiệm hệ thống vũ khí Poseidon trên tàu Belgorod. Giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo nước Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin về hậu quả thảm khốc nếu như quân đội Nga mở màn cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc nước này đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân. Như đã nói, thứ vũ khí lợi hại nhất của tàu chính là 6 quả ngư lôi có thể trang bị đầu đạn hạt nhân có tên gọi là Status 6 hay Poseidon.
Để biết về thứ vũ khí này, chúng ta cần phải tìm hiểu kho vũ khí hạt nhân của Nga, cũng như bộ 6 siêu vũ khí mà ông Putin công bố năm 2018. Bộ 6 siêu vũ khí này gồm các vũ khí sau đây. Đầu tiên là tên lửa xuyên lục địa RS-28 Sarmat, vốn là một đầu đạn hạt nhân khổng lồ với chiều dài lên đến 35m. Một khi đã phóng, chỉ có Tổng thống Nga mới có quyền cho nó tự hủy. Một khi đã tự hủy hoặc đáp đất với tư thế mũi trước đít sau, thì nó để lại một vùng phá hủy và đám bụi hạt nhân vô cùng lớn. Được đặt biệt danh là The Satan, đầu đạn hạt nhân khổng lồ dài 35m, có thể bay 18.000 km và mang theo 15 tên lửa với khả năng phá hủy một khu vực có diện tích bằng nước Pháp. Theo báo cáo, tên lửa có thể bay dọc gần như toàn bộ chiều dài của nước Nga, gần 5.793 km trong khoảng 15 phút. Tiếp đến là U-74 Avangard với tốc độ di chuyển lên đến Mach 27 và được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trước một cuộc tấn công hạt nhân. Gần như không thứ gì có thể ngăn cản được nó tiến đến mục tiêu, tầm bay không giới hạn đến từ một động cơ hạt nhân, có thể tấn công đến bất cứ nơi nào, và khả năng đánh chặn là gần như bằng không. Một vũ khí siêu thanh khác là KH-47M2 dao găm, tầm bay 2.000 km, được trang bị đầu đạn hạt nhân. Tốc độ bay gấp 12 lần âm thanh, cũng gần như là không thể đánh chặn. Một vũ khí không giới hạn khác chính là tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân SSC-X9 Skyfall. Nó có thể được phóng từ đất liền hoặc trên biển. Tổng thống Putin tuyên bố rằng tên lửa này có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào và có thể bay ở độ cao thấp nên rất khó bị phát hiện. Tên lửa này được thiết kế đặc biệt để tìm ra lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ và nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự quan trọng mà hầu hết các tên lửa khác không thể tiếp cận. Món được phương Tây xem là nhẹ nhàng nhất trong bộ 6 này chính là pháo laser Supra. Pháo laser hạng nhẹ Supra có thể xóa sổ vệ tinh, máy bay không người lái và tên lửa. Còn được gọi là Perestves, pháo hoạt động bằng cách vô hiệu hóa các thiết bị điện tử trên tên lửa và máy bay ở cách xa hàng km. Trên thực tế, có rất ít thông tin được công khai về hệ thống này, khiến Mỹ xếp nó vào danh sách mối đe dọa đáng lo ngại. Cuối cùng, và cũng gây kinh hãi nhất, chính là những quả ngư lôi Poseidon. Dù được gọi là tàu ngầm không người lái, tuy nhiên, quả ngư lôi này nguy hiểm ở chỗ nó di chuyển với tốc độ 125 km/h và có thể phá hủy một thành phố lớn khi đã ra khỏi ống phóng. Mặc dù tàu ngầm không người lái này có tốc độ chậm hơn so với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM khác, nhưng nó được cho là đủ nhanh để khiến các loại ngư lôi hiện có không thể tiếp cận được nó. Lần đầu tiên được công bố vào năm 2015, Poseidon được mệnh danh là cỗ máy ngày tận thế, có thể tạo ra sóng thần cao tới 91m khi phát nổ, nhấn chìm toàn bộ một thành phố ven biển dưới nước và phá hủy các căn cứ hải quân. Tuy nhiên, những cuộc thử nghiệm liên quan đến loại ngư lôi này cho đến nay hầu như bị giấu kín, khiến các công năng của nó vẫn là điều bí ẩn. Một số thông tin cho rằng, lượng chất nổ mà Poseidon mang theo không thể ít hơn con số 2 megaton, tức là tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Theo La Repubblica, quả ngư lôi dài 24m đó có thể di chuyển quãng đường lên tới 10.000 km, đồng thời đủ mạnh để gây ra một trận sóng thần phóng xạ ngoài khơi Mỹ. Một số tờ báo không loại trừ rằng, trong động thái nhằm đe dọa phương Tây, Nga có thể phá vỡ cam kết không tiến hành các vụ thử hạt nhân và thử nghiệm quả ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên. Ngoài các siêu vũ khí trên, theo báo cáo của FAS năm 2022, Nga đang có 5.977 vũ khí hạt nhân. Trong số này, có 1.588 đầu đạn hạt nhân đang được triển khai. Tức là chúng đang được lắp đặt tại các căn cứ tên lửa, trên máy bay ném bom hoặc trên các tàu ngầm và trong tình trạng sẵn sàng cao. Số còn lại trong tình trạng dự bị hoặc đã nghỉ hưu. Dù đã giảm đáng kể từ con số 40.000 vào năm 1980, nhưng đây vẫn là một con số không hề nhỏ. Hiện tại, trong số đầu đạn đang được triển khai, có 812 tên lửa đạn đạo đối đất gắn đầu đạn hạt nhân. Trong số này, có 512 tên lửa được đặt trên tàu ngầm và có thể phóng từ biển. Nga được cho là có thêm 200 tên lửa tại các căn cứ của máy bay ném bom hạng nặng. Ngoài ra, còn rất nhiều vũ khí hạt nhân mà nước này đang cất giữ trong kho dự trữ. Trong đó, có 977 đầu đạn chiến lược và 1.112 đầu đạn phi chiến lược. Quả thật, việc biến mất của tàu ngầm K-329 Belgorod là một bất ngờ mà phương Tây được tận hưởng từ Nga. Nhưng mà trong thời đại này, có lẽ Nga chỉ đùa tí cho căng. Chứ Mr. Sui nói thật, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Do đó, đừng mong việc con tàu này sẽ phóng đi một quả ngư lôi, vì như thế chỉ có bước vào thế chiến thứ 3 luôn. Còn anh em nghĩ sao về sự biến mất này của chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới?
Đừng quên để lại một bình luận bên dưới cho Mr. Sui biết về cảm nghĩ của các anh em và like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Sui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.